Hello anh em của mình nha, lại là em Don Hiếu đây nha anh em. Xe của mình đã vơi hết dần rồi, thì hôm nay mình còn những cái mẫu xe có sẵn tại cửa hàng của mình, mình lên sóng cho anh em nha. Bên em bán xe pháp lý là rõ ràng nha anh em, sang tên là toàn quốc, trục trặc chạy nổ sang tên không được lỗi bên Hiếu, Hiếu Hoàng trả hoàn đủ tiền cho anh em nha. Không có đọc câu thần chú, không cãi lộn trừ, đó là câu châm ngôn làm việc của em xưa giờ rồi nha anh em. Đó, tất cả xe đây là hồ sơ đã cầm tay sẵn ở cửa hàng. Đó, không có chờ đợi, số khung số máy zin theo nhà sản xuất, hồ sơ 2024 mã hóa đầy đủ hết nha anh em nha. Hiếu sẽ hỗ trợ ra tên toàn quốc cho anh em. Anh em nào mà tỉnh nhà của anh em khó khăn, hay là anh em nào mà tỉnh nhà của anh em nhập lâu, thời buổi bây giờ anh em nhập lâu mà anh em muốn có biển số sớm để anh em chạy, anh em cứ Hiếu sẽ hỗ trợ cho anh em bấm biển số ở Sài Gòn. Cà vẹt là cà vẹt anh em đứng tên luôn nha anh em, đăng ký tạm trú tạm vắng cho anh em, cà vẹt anh em đứng tên trên cà vẹt luôn, bấm biển số Sài Gòn luôn nha anh em nha. Anh em đi xe hay là anh em đi tất cả gì hết, anh em bấm một cái biển số Sài Gòn trên tay, cực kỳ có giá trị anh em. Thuế Sài Gòn nó thuộc thành phố trung ương, thuế tới 5% nha anh em nha. Lúc nào anh em đi xe gì hết, lúc nào cái biển số 59 thì cũng có giá trị hơn những cái biển số xe tỉnh nha anh em. Đó, còn hoặc là anh em nào đang có số định danh rồi, biển số tỉnh định danh, Hiếu sẽ hỗ trợ bấm biển số định danh cho anh em, bấm ở Sài Gòn mà mang trên mình cái biển số định danh ở tỉnh cho anh em luôn nha. Đó, nó hay gì đó nha anh em. Hồ sơ xe là có sẵn hết, anh em không có chờ đợi nha anh em nha. Đó, anh em nào quan tâm những cái dòng xe này, thứ nhất cái máy mình gọi lên cho em. Em cảm ơn anh em rất nhiều, cửa hàng mình đang vơi xe hết rồi nha anh em nha. Và sẵn đây mình nói luôn, xe của Hiếu bán ra xưa giờ, anh em nào chơi chán, chơi chê, quay đầu hay là mà thấy cứ hú mình nha. Mình thu mua xe tận nơi, tận chỗ. Xe gốc của mình bán ra, quay đầu mọi lúc mọi nơi nha anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều, cảm ơn. Hết xe luôn anh em. Này, nhà đóng trơn luôn. Cảm ơn anh em trong cái thời gian qua đã ủng hộ mình rất là nhiều luôn nha, cảm ơn anh em. 3R này mình bán luôn nha anh em nha. 3R. Đó. Con này là 2021, Odo mới có 13k thôi nha anh em. Đồ zin theo xe là còn đủ, bô, hai kính, hai chìa, tất cả đồ đạc theo xe, 3R. Con này mình bán với giá là lú 500 nha anh em nha. Và mình, con đó là mình bán kèm thôi, nhưng thực chất mình là vẫn chuyên một dòng da Z1 nha anh em nha. Xe của em bán ra pháp lý là xịn đét luôn nha anh em. Rồi anh em nào quan tâm những cái con này, nhấc cái máy mình lên, alo cho mình nha. Cảm ơn anh em, cảm ơn rất là nhiều luôn nha anh em, cảm ơn.